Hiện nay tăng cân có nhiều phương pháp thực hiện và bổ sung thực phẩm dinh dưỡng tăng cân là một cách. Thực phẩm giúp tăng cơ và tăng cường sức khỏe tổng thể. Những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng sau đây có thể giúp một người tăng cân an toàn và hiệu quả. Sữa cung cấp hỗn hợp gồm chất béo, carbon hydrate và protein. Sữa cũng cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm cả canxi. Hàm lượng protein trong sữa cũng góp phần hỗ trợ quá trình tập luyện của những người muốn phát triển cơ bắp. Một số nghiên cứu phát hiện ra rằng sau khi tập luyện sức bền, uống sữa tách béo giúp xây dựng cơ bắp hiệu quả hơn so với các sản phẩm làm từ đậu nành. Đối với bất kỳ ai muốn tăng cân, sữa là một thành phần không thể thiếu. 2. Protein lắc, bột protein Protein lắc có thể giúp một người dễ dàng và hiệu quả hơn khi tăng cân. Protein lắc có hiệu quả nhất trong việc giúp xây dựng cơ bắp nếu dùng một ít sau khi tập luyện. Và một điều quan trọng cần lưu ý là kết hợp sữa và protein lắc làm sẵn thường chứa thêm đường và các chất phụ gia khác nên cần kiểm tra kỹ độ phù hợp trước khi sử dụng. 3. Gạo, một chén cơm chứa khoảng 200 calo. Gạo cũng là một nguồn cung cấp carbon hydrate góp phần cho quá trình tăng cân. Những người muốn tăng cân nên kết hợp gạo vào các bữa ăn có chứa nhiều protein và rau. 4. Thịt đỏ Thịt đỏ là thực phẩm đã được chứng minh là giúp tăng thêm cơ bắp và tăng cân. Trong đó thị bò và đặc biệt là bít kết chứa cả lơ và tritin, những chất dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển khối lượng cơ bắp. Bít tết và các loại thịt đỏ khác chứa cả protein và chất béo, giúp thúc đẩy quá trình tăng cân. Tuy nhiên, một số người được khuyến cáo nên hạn chế ăn thịt đỏ. Ngoài ra, những miếng thịt đỏ nạc sẽ tốt cho tim mạch hơn những miếng thịt đỏ mỡ. 5. Các loại hạt và bơ hạt, sử dụng các loại hạt thường xuyên có thể giúp mọi người tăng cân một cách an toàn. Các loại hạt là một món ăn nhẹ rất dễ ăn và có thể được thêm vào nhiều món ăn, ví dụ như món salad các loại hạt trang khô hoặc hạt sống có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhất. Các loại bơ từ hạt mà không thêm đường hoặc dầu hydro hóa cũng có thể hữu ích, thành phần duy nhất trong những loại bơ này phải là các loại hạt. Theo một số chia sẻ bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt có chứa carbon hydrate phức hợp và hạt có thể thúc đẩy tăng cân. 6. Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt. Những loại bánh mì này chứa carbon hydrate phức hợp, có thể thúc đẩy tăng cân. Một số có phủ hoặc chứa các loại hạt mang lại nhiều lợi ích. 7. Các loại tinh bột khác, tinh bột trong một số loại thực phẩm thúc đẩy sự phát triển cơ bắp và tăng cân. Chúng có thể được bổ sung lượng lớn vào các bữa ăn và tăng lượng calo hấp thụ, các loại thực phẩm giàu tinh bột khác bao gồm: những củ khoai tây, ngô, đậu, bí đao, yến mạch, cây họ đậu, rau củ, khoai lang, mì ống, ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì nguyên hạt, thanh ngũ cốc ngoài việc bổ sung calo, tinh bột còn cung cấp năng lượng dưới dạng gluco. Gluco được lưu trữ trong cơ thể dưới dạng glycogen, glycogen có thể bổ trợ năng lượng trong quá trình tập luyện. 9. Cá hồi Cá hồi cũng rất giàu chất béo lành mạnh, là một lựa chọn rất tốt cho những ai muốn tăng cân. Cá hồi cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm omega-3 và protein. 9. Trái cây sấy khô. Trái cây sấy khô rất giàu chất dinh dưỡng và calo. Trong một phần tư ly nam việt quất khô có thể chứa khoảng 130 calo. Nhiều người thích dứa, anh đào hoặc táo khô. Trái cây sấy khô được đóng gói và bán rộng rãi, hoặc chúng ta có thể sấy khô trái cây tại nhà. 10. Bơ. Bơ rất giàu calo và chất béo, cũng như một số vitamin và khoáng chất.